Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Kiều Trinh. Hôm nay thì mình sẽ làm video chia sẻ cho mọi người cách mình dưỡng môi trước khi swatch son và cách mình đánh kiểu lòng môi ở mỗi video swatch mà được các bạn hỏi rất là nhiều ý. Video này thì mình sẽ review thêm combo dưỡng môi mà mình siêu mê dạo gần đây nha. Trong suốt một tháng gắn bó với sản phẩm combo dưỡng môi Lip Pink thì cuối cùng thì mình cũng đã được chia sẻ em nói cho mọi người. Mình có tổng cộng là 5 combo và 5 loại khác nhau, có chung thành phần chỉ là khác màu với cả mùi thôi nha mọi người. Có 3 combo dưỡng môi có màu là đào, dâu rừng và nho tím, 2 combo dưỡng môi không màu là trà xanh và dừa. Tên các loại quả là gì thì mùi combo dưỡng môi đó y hệt loại quả luôn nha, mùi rất là mê luôn. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng tẩy da chết vị đào, có màu trắng hơi ngả về hồng. Điểm đặc biệt mình thấy ở đây là tẩy da chết môi này có cái hạt đường siêu nhỏ ấy, không bị to như các brand khác nên là khi massage trên môi thì rất là dễ chịu, không bị rơi những hạt đường ra. Thành phần trong combo dưỡng môi của Lip Pink thì đều là những thành phần rất là thiên nhiên, an toàn cho môi. Từ đợt mà sử dụng combo dưỡng môi Lip Pink này thì môi mình có thấy là hồng nhẹ lên so với hồi trước và chăm dùng son dưỡng hơn, tại vì là có mấy cái màu dưỡng rất là xinh ấy. Về tẩy da chết thì mình sẽ massage bằng bông tăm và massage nhẹ nhàng khoảng tầm 1 phút trên môi, sau đó thì mình sẽ lau đi bằng khăn ướt. Và về cái tẩy da chết này thì mình khuyên mọi người là sử dụng cách ngày là rất là ok la nha. Tiếp theo về dưỡng môi thì mình sẽ sử dụng bạn dâu rừng cho mọi người xem. Trong 3 màu dưỡng môi thì mình thích nhất là màu này, kiểu có đỏ tươi ánh cam thì khá là xinh ấy. Tuy nhiên vì là son dưỡng có màu nên là mấy combo này sẽ sử dụng vào ban ngày nha. Ban đêm thì mọi người nên lựa 2 combo không màu. Chất son dưỡng này rất là mỏng, nếu mà mọi người lấy bằng tay thì cảm giác như là không lấy được sản phẩm luôn ý. Nên là mình khuyên mọi người sử dụng bằng bông tăm, lấy nhiều sản phẩm rồi tan lên môi là cảm giác ẩm mượt ngay. Ban đêm đi ngủ thì mọi người có thể trồng dày lớp son dưỡng lên, sáng dậy dùng khăn sạch lau đi thì là thấy môi được cấp ẩm mềm mịn và kiểu hết sạch cái da chết luôn ý. Bạn son dưỡng này ở trên môi mình thì không bị nặng và dính, rất là dễ chịu và thoải mái. Ở nhà vào ban ngày mà kiểu không phải đi đâu ấy thì mình thường sử dụng combo dưỡng có màu để kiểu cho có màu xíu cho nó xinh ấy. Video này thì mình cũng sẽ có giveaway 5 combo dưỡng môi Lip Pink đủ màu cho mọi người. Thể lệ tham gia thì mọi người tham khảo ở phần mô tả nha. Bây giờ thì sẽ đến cách đánh son lòng môi. Đầu tiên thì mình sẽ phải sử dụng cushion để giảm nhẹ phần viền môi, một lớp mỏng thôi nha mọi người. Dòng son mình sử dụng trong video ngày hôm nay thì là chất son Velveteen nhà DMA. Cách mình đánh son lòng môi thì vô cùng đơn giản luôn ý. Chỉ là quẹt một đường son đậm ở lòng môi rồi bắt đầu bắp. Và mọi người nhớ bắp khéo một chút cho màu tan ra đều, không bị lem, và dùng tay tan nhẹ ở những chỗ mà chưa đều màu là ok la nha. Tuy nhiên với chất son dễ tan như Velveteen thì rất là dễ rồi, còn với chất son kem lì thì mọi người sẽ cần chú ý một chút xíu. Cái son kem lì mình sử dụng thì tới từ nhà Too Faced nha. Kem lì thì kiểu thời gian khô lại nó rất là nhanh ấy, nên là chúng mình cũng cần thao tác tán son thật là nhanh so với Velveteen. Mình cũng quẹt một đường đậm như thế, tuy nhiên mình chỉ bậm khoảng tầm 2 đến 3 cái thôi, rồi nhanh chóng lấy bông tăm để lan ra và kiểu lan đều khắp môi và nhặt dần về phía viền môi ấy. Những đoạn nào mà mọi người thấy lan ra không đều và giống như một cái đường kẻ cạch ngang giữa màu đậm với màu nhạt ấy thì nhớ là lấy bông tan luôn cái đoạn đó, không mà để son khô lại rồi thì rất là khó để sửa. Vậy là vừa rồi mình đã chỉ cho mọi người cách mình dưỡng môi và đánh lòng môi, và cũng như là review cái combo dưỡng môi mình siêu yêu thích gần đây. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.